Làm sao để được làm chuyển luân thánh vương? Mong sư nói sơ lược về chuyển luân thánh vương. Cái này thôi chắc mời Đại Đức Tuệ Tường trả lời. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, phải nói rõ cái điều này nha. Thì đến lúc này thì cái khả năng của sư, gọi là khả năng của sư nha, vẫn chưa tìm được cái tài liệu gọi là cụ thể nào để nói chính xác, gọi là nói chính xác là làm gì để được làm chuyển luân thánh vương. Đó là bản thân của sư đây nha, có thể Đại Đức hiện tại có thể biết, nhưng mà sư thấy á, sư riêng bản thân sư thấy là nếu mà mình muốn được làm chuyển luân thánh vương á, thì có hai vấn đề sau đây mà mình, đây là một cái nhân, cái nhân cũng có thể là hướng đến mình chuyển luân thánh vương, đó là hai nhân gì. Thứ nhất là mình thực hành đó bốn nhiếp pháp của vị vua, tức hay còn gọi là bốn pháp của một vị vua thu phục nhân tâm đó. Thì trong đây bốn pháp có nói là gì, là thông hiểu thời vụ, có nghĩa là nếu một vị vua thì phải hiểu biết môi trường đất đai, hoàn cảnh tiết mùa màng đó, làm phát triển đất nước. Thứ hai là thông hiểu nhân tâm, tức là vị vua biết rõ dân tình trong nước, người sở trường sở đoản thế nào để dùng nhân tài và đào tạo quan chức. Thứ ba là có sách lược quốc phòng, tức là vị vua phải có đường lối cai trị dân, luật lệ nghiêm minh không hà khắc, chính sách khoan nhượng không nhung nhược, biết quan tâm nâng đỡ đời sống người dân. Cái thứ tư là ngôn ngữ ôn hòa, là vị vua phải có lời nói tốt đẹp mỗi khi tiếp xúc dân chúng, nói hòa nhã khiêm tốn, nói điều hữu ích, nó có tính thuyết phục. Cái thứ hai là 10 vương pháp đức độ một vị vua. Tức là thứ nhất là bố thí, là có tâm bố thí này, có tâm xả tài này. Thứ hai là phải có giới hạnh nè. Thứ ba là xả kỹ, tức là biết dứt bỏ tư lợi, biết hy sinh lợi ích cho dân chúng. Thứ tư là chánh trực, tức là công tâm liêm chính, không sách nhiễu, không thiên vị. Thứ năm là nhu hòa, tính tình hòa nhã, lời nói từ tốn hiền từ. Thứ sáu là khắc chế, tức là tự biết ngự tâm, khắc phục lỗi lầm, nghiêm khắc với chính mình, không buông thả phóng túng. Thứ bảy là không nóng giận, là không để khởi sân tâm, không hành động bằng sự thịnh nộ. Thứ tám là không nấu hại, là không có tâm ác, không thù hại người. Thứ chín là khâm nhẫn, là có tâm nhẫn nại, chịu đựng mọi nghịch cảnh, không nản chí dù gặp thất bại. Thứ mười là không sai lệch, tức là giữ vững truyền thống tốt đẹp, không sai lệch đạo đức một người lãnh đạo, không vì lời khen chê hay danh lợi đánh mất bản sắc. Tại vì sao mà sư lại nói hai cái vấn đề mà liên quan đến một vị vua như vậy? Xin thưa quý vị, một vị chuyển luân thánh vương, một vị chuyển luân vương đó, là một vị vua đặc biệt. Sư nói là vị vua đặc biệt nha, vị vua đặc biệt. Cái này là theo cá nhân suy nghĩ thôi, là nếu trong hiện tại quý vị vun bồi những cái thiện nghiệp, và giống như câu hỏi vừa rồi á, mà Đức Hành Tại có nói đó, là 10 phước nghiệp sự là đại diện cho ba nhóm vật phước đức phước trí. Thì ở đây là vị này nói là muốn cái gọi là làm sao để chỉ làm chiến đến vương đó. Thì nếu mà hiện tại mình là người bình thường nè, thì mình làm những cái phước đó nó tròn đủ, tròn đủ rồi, do cái tâm nguyện của mình làm vua không, đồng thời mình làm vua thường á, gọi là vua thường nè, mình phải làm được bốn pháp nhất pháp của vị vua nè, cộng thêm 10 vương pháp đức độ của vị vua, thì sư thực như nghĩ là hai cái nhân này là cộng thêm hai nhân này nữa, thì mới đủ cái nhân, hai nhân tác động nữa thì mới đủ là cái quả là để làm một vị chuyển luân thánh vương. Đó là yếu tố quan trọng. Tại vì nếu quý vị hiện tại đây quý vị vun bồi những cái phước nó đầy đủ, quý vị nguyện làm vua thôi. Nhưng mà nếu quý vị làm vua mà vua đơn thuần, nhưng mà một ông vua không có chánh kiến, không có tà kiến, lại không có thực hành bốn nhiếp pháp của một vị vua mà sư kể, hay là 10 phương pháp vị vua nè đó, thì trong tương lai á, cái nhân mà quý vị gieo á, để có được cái quả của linh vương thì nó rất là khó. Tại vì vua chuyển linh vương là một vị vua đặc biệt, thưa vị, vị vua đặc biệt. Và chưa thấy là hai cái chi pháp sau đây, là có nghĩa bốn chi pháp một vị vua nè, hay là 10 vương pháp độ vị vua nè.
thì có bao gồm trong cái đặc tính đức tính của một vị chiến lược thánh vương. Cũng xin kết thúc câu hỏi cho câu trả lời ở đây, mà cũng mong Đức Thánh Tài đóng góp thêm. Dạ vâng. Thì sư bổ sung thêm một vài vấn đề. Thứ nhất là ở trong các cái phước của việc giữ tám giới thì nó có cái phước là trở thành chuyển luân thánh vương. Nếu như là người nữ mà không thì người nữ không làm chuyển luân thánh vương thì sẽ là hoàng hậu của vua chuyển luân thánh vương. Ngoài ra thì nó còn là đủ cái phước để làm vua trời đế thích trong nhiều kiếp đó. Rồi, và sau đó là rất nhiều kiếp làm vương chủ của một cái quốc độ rộng lớn, thì đó là cái phước của việc gìn giữ bát quan trai giới, chọn gọi là gìn giữ trai giới đủ 8 chi phần. Nhưng mà mình phải thực hành cho đúng nha, tức là không chỉ đơn giản là mình không có phạm giới đâu. Bát quan trai giới không đơn giản không phạm giới là đủ, mà mình ngoài cái chuyện giữ tám giới đó mình còn nỗ lực mình thực hành tứ niệm xứ nè, hoặc là mình thực hành tứ vô lượng tâm nè, hoặc là mình thực hành tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm Thí, tùy niệm Giới, tùy niệm Thiên, mình thực hành các cái đề mục đó đó thì nó mới gọi là đầy đủ của một ngày bát quan trai giới. Ngoài ra đó thì còn có một một cái phần nữa là cái phần tùy niệm ân đức Phật, nó cũng sẽ cho cái quả báo là làm chuyển luân thánh vương. Nhưng mà còn tùy là mình tu cỡ nào và mình là ai. Tại vì á trong một lần ngài Ananda tán thán Đức Thế Tôn thì ngài Anuruddha mới nói đó, cái việc là Đức Thế Tôn có những cái công hạnh đó thì liên quan gì đến ngài Ananda? Nghĩa là nó giống như là khen một cái vị hoàng tử tốt áo. Cái sự khen của ngài Ananda chỉ là khen bề ngoài thôi, chứ chưa có khen vô trong xương trong tủy. Thì ý ngài Anuruddha như thế đấy. Đức Thế Tôn mới nói ngài Anuruddha là không có nên nói như thế. Bởi vì nếu như mà ngài Ananda không có nhập Niết Bàn trong kiếp hiện tại á, thì chỉ riêng cái sự tưởng tưởng kính về ân đức của Đức Thế Tôn thôi cũng đủ để làm nhiều kiếp làm vua trời đế thích, nhiều kiếp làm chuyển luân thánh vương và vô số kiếp làm vua của một quốc độ. Nhưng mà mình nên nhớ đó là cái tùy niệm Phật của một vị thánh sơ quả, thì mình không được như thế, mình được một chút xíu thì nó cũng được. Tức là cái việc là mình thực hành tùy niệm Phật á, nó có thể cho một cái loại quả báo làm chuyển luân thánh vương. Và cái loại thứ ba là loại cúng dường đến Tam Bảo nha. Cái phước và cúng dường đến Tam Bảo á, nó nếu mà quý vị có cái nguyện làm chuyển luân thánh vương thì cũng có thể đạt được chứ không phải là không. Nhưng mà nó không đơn giản. Tại vì nói như thế nào ta? Ở trong thiên cung sự và ở trong trưởng lão tăng kệ thì chỉ nhắc đến là cúng dường đến Đức Phật thôi, chứ còn không có nhắc đến tăng đoàn nha. Cho nên là có thể đây là một một á, là đây là cái phước riêng đặc biệt là khi cúng dường đến Đức Phật thì có thể được cái phước đó nếu mình có nguyện. Hai là cúng dường đến Tam Bảo thì vẫn có khả năng được cái phước này. Còn những cái vấn đề còn lại thì Đại Đức Tuệ Tường đã chia sẻ với quý vị rồi. Và sư qua cái câu hỏi tiếp theo.